Xin chào cả nhà, nhiều các anh chị hỏi các bạn trợ lý của Tuấn là trong cái chương trình học chuyên sâu thì có những nội dung gì và tính logic của nó như thế nào. Sau đó thì các bạn trợ lý trao đổi lại với Tuấn là không biết trả lời các anh chị như thế nào, thì rất là mong cả nhà thông cảm. Bởi vì hiện tại thì các bạn ấy đang ở tầng nhân viên, khó có thể lột tả được là cái tính logic của một cái chương trình quản trị và vận hành doanh nghiệp. Chính vì vậy cho nên là ngày hôm nay Tuấn sẽ làm một cái video clip để chia sẻ về cái tính logic và những cái phạm trù chuyên môn mà chúng ta sẽ đi cùng nhau trong cái chương trình học chuyên sâu này. Về mặt thời gian thì Tuấn sẽ cố gắng kéo dài càng tốt để có thể hỗ trợ được mọi người tốt nhất. Chính vì vậy cho nên là chương trình học của mình sẽ có kết cấu như sau. 3 tháng là chúng ta sẽ học tập và đồng hành cùng với nhau một tuần một lần ở trên Zoom từ 19:30 đến 21:30 hàng tuần, một tuần một buổi. Vậy thì sau khi học xong, các anh chị sẽ vận dụng kiến thức vào cái quá trình thực tế của mình. Nhưng mà trong khi vận dụng kiến thức vào quá trình thực tế thì nó có những cái đoạn mà nó vướng, không biết hỏi ai mà Tuấn lại buông tay ngay lúc đó thì nó sẽ khó. Chính vì vậy cho nên là khi mà kết thúc khóa học thì Tuấn cộng thêm cho mọi người là một năm tiếp theo, mỗi một tháng một lần chúng ta sẽ vào một cái Zoom là cộng đồng những học viên của Tuấn để chúng ta cùng chia sẻ và gỡ những cái vướng mắc mà chúng ta gặp phải. Ở trong đó thì có khoảng độ mấy chục anh, khoảng độ 100 anh chị em đều làm doanh nghiệp, đều làm CEO, và chúng ta sẽ gặp những cái vướng mắc mà có khi mình chưa gặp nhưng mà mình được biết trước một cái giải pháp trong tương lai. Thì đấy là cái cộng đồng mà Tuấn tạo ra. Và toàn bộ một cái năm các anh chị vào Zoom để hỏi đáp thì hoàn toàn miễn phí nhá. Thế thì quay trở lại cái nội dung chính của video clip này là tính logic và phạm trù chuyên môn mà chúng ta sẽ chạm đến trong cái chương trình quản trị và vận hành doanh nghiệp Startup hay là SME thì sẽ bao gồm những cái gì. Kính thưa cả nhà, như Tuấn đã nói với các anh chị rồi, chúng ta sẽ không tách rời cái yếu tố quản trị và chuyên môn trong suốt tất cả những nội dung mà Tuấn làm. Ở đây sẽ không có nhiều cái phương thức hay cái thủ thuật về tạo động lực, về làm giàu vân vân và vân vân, mà thuần túy 100% sẽ là kiến thức chuyên môn. Thế thì để có thể quản trị và vận hành được một doanh nghiệp thì chúng ta quay trở về bản chất gốc mà như Tuấn đã nói với các anh chị rồi. Chúng ta sinh ra một doanh nghiệp, tức là gần như là chúng ta tạo dựng ra một cái hộp. Cái hộp này thì đầu vào chính là cái số tiền góp vốn, và đầu ra là chúng ta phải có một cái số tiền lớn hơn thì đây mới được gọi là lợi nhuận. Thế thì toàn bộ tất cả những thứ mà anh em chúng ta làm đó là tạo dựng nên một doanh nghiệp. Vậy thì cái câu cửa miệng của mình hay là cái lời mà mình hay nói là tôi quản trị, nhưng vấn đề ở chỗ là chúng ta quản trị cái gì? Thế thì rất nhiều bạn startup hay là rất nhiều bạn làm doanh nghiệp đi lên từ chuyên môn nghề, mà như Tuấn hay nói là bác sĩ thì ra mở phòng khám, làm giáo viên thì mở trung tâm gia sư, vân vân, một vài cái trường hợp tương tự khác. Thế thì bạn ấy bị thiếu một cái là quản trị cái gì hay là quản trị chính mình. Và sau một thời gian thì mình trở thành một cái nhân sự gọi là chăm chỉ nhất, cần cù nhất và mẫn cán nhất. Chính vì thế cho nên là cái nội dung đầu tiên trong chương trình học chúng ta sẽ chạm vào ngay cái phần một lớn, đó là phần kiến thức nền tảng. Kiến thức nền tảng về quản trị và kinh doanh. Nếu nghe đến đây thì liệu nó có giống một cái chương trình học ở trường đại học không? Hay là nó có giống một cái mớ lý thuyết bòng bong hay không? Thì xin thưa với cả nhà là không phải. Bản chất cái kiến thức nền tảng này nó sẽ lột tả cho mình biết là chúng ta quản trị cái gì và quản trị như thế nào, rồi chúng ta mới bắt đầu mở ra được một doanh nghiệp. Thế thì trong cái vùng kiến thức nền tảng này mình sẽ chạm đến 3 nội dung. Nội dung đầu tiên là nội dung hành trình trải nghiệm khách hàng. Hành trình trải nghiệm, tôi viết tắt nhá, hành trình trải nghiệm khách hàng. Cái hành trình trải nghiệm khách hàng này là một trong những cái kiến thức mới. Thực ra ở Việt Nam các doanh nghiệp mà chưa có gọi mặt đặt tên nó ra được rõ ràng, mà nó đã áp dụng ở cái thế giới khá là nhiều. Thế thì hành trình trải nghiệm khách hàng nó là gốc của mọi gốc. Từ cơ cấu tổ chức, cho đến các bộ phận phòng ban, cho đến chức năng nhiệm vụ, cho đến truyền thông, marketing, sale, tất tần tật mọi thứ nó sinh ra từ đây. Bởi vì đích đến cuối cùng của chúng ta là biến từ một khách hàng chưa có nhu cầu và chưa biết đến thương hiệu của mình, đến giai đoạn cuối cùng là khách hàng này sẽ xuống tiền và mua sản phẩm của mình. Thì toàn bộ hành trình này được gọi là hành trình trải nghiệm khách hàng. Nếu chúng ta giải quyết được bài toán này thì sẽ giải quyết được tất cả các bài toán quản trị ở phía dưới. Cho nên là nội dung kiến thức đầu tiên của chúng ta cần phải học và bắt buộc phải biết đó là hành trình trải nghiệm khách hàng. Sau khi mà nắm được hành trình trải nghiệm khách hàng rồi thì bắt đầu nó đẻ ra hai thứ vô cùng quan trọng ở đây. Đó là mặt trận về mặt kinh doanh và mặt trận về mặt nhân sự. Và đây cũng chính là hai thứ mà các doanh nghiệp startup hay là doanh nghiệp SME quan tâm nhất. Vì vậy cho nên chúng ta sang cái nội dung thứ hai trong cái phần kiến thức lớn thứ nhất, đó là kiến thức về cơ bản hay là bản chất về cái kinh doanh, tức là cái chuỗi mà liên hệ giữa truyền thông, marketing và sale. Và chúng ta phải nắm được là bản chất của truyền thông là gì. Rất nhiều CEO bây giờ còn nhầm lẫn truyền thông và marketing.
Vậy thì bản chất của truyền thông là gì? Có những kênh nào, mình có những cách nào để mình làm thương hiệu cho doanh nghiệp của mình? Bản chất của marketing là gì? Của sale là gì? Vân vân. Và nội dung thứ ba chúng ta sẽ chạm đến đó là con người và yếu tố nhân sự trong doanh nghiệp. Thì đây là ba phần kiến thức nền tảng chúng ta phải đi với nhau. Muốn quản trị thì chúng ta phải xác định là chúng ta quản trị cái gì thì chúng ta mới quản trị hiệu quả được. Và đây là nội dung kiến thức nền tảng trong phần 1 lớn. Sau khi giải quyết cái này xong, Tuấn gọi, tạm gọi đây là phần 1 là kiến thức nền tảng về quản trị và kinh doanh. Chắc cái này rồi, chúng ta chuyển sang cái phần thứ 2. Phần thứ 2 là cái phần mà lộ trình xây dựng một doanh nghiệp. Bây giờ mình có kiến thức rồi, thì bây giờ mình phải chọn được sản phẩm và dùng cái sản phẩm đấy để vận hành doanh nghiệp của mình đi trong một cái giai đoạn sắp tới trong tương lai. Vậy thì một doanh nghiệp sẽ bước qua những giai đoạn nào? Có 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn khởi đầu, chuẩn hóa, tối ưu hóa và nhân bản hóa. Như vậy thì mình sẽ phải làm gì trong từng giai đoạn để dẫn dắt doanh nghiệp của mình đi? Thì bài học thứ tư của chúng ta là các giai đoạn phát triển doanh nghiệp. Phát triển doanh nghiệp. Và các bước xây dựng doanh nghiệp. À, sau khi nắm được cái này rồi thì mình chuyển sang bài học thứ năm, đó là lựa chọn sản phẩm. Nắm được các giai đoạn phát triển, các bước xây dựng doanh nghiệp rồi thì bây giờ mình lựa chọn sản phẩm để chuẩn bị kinh doanh. Và kính thưa các anh chị, đến từ buổi thứ năm trở đi bắt đầu là buổi vận hành và quản trị doanh nghiệp, còn từ buổi thứ tư hắt lên là kiến thức nền tảng và các giai đoạn phát triển doanh nghiệp, các bước xây dựng doanh nghiệp bắt buộc một CEO cần phải biết. Bây giờ chúng ta cùng sang nội dung quan trọng nhất, là nội dung thứ ba lớn, đó là phương pháp và cách thức quản trị và vận hành một doanh nghiệp thì sẽ bao gồm những nội dung gì. Sau khi mà chúng ta chọn được sản phẩm xong thì bài toán bây giờ mới khó cả nhà. Tức là bây giờ giả sử mình đi học, thầy dạy biết hết như một giáo sư luôn, nhưng mà cái thành công hay không thành công, khả thi hay không khả thi là nó bắt đầu từ cái thứ sáu trở đi. Bởi vì nếu như mà ông lựa chọn được sản phẩm rồi mà ông không bán được thì mọi thứ nó lại quay trở vào vạch xuất phát, nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Thì chúng ta sang phần 3 lớn là tổ chức cái cuộc chơi để có thể bán được cái sản phẩm này. Phần 3 lớn Tuấn gọi nó là xây dựng bộ concept hay là cái quản trị và vận hành. Quản trị và vận hành. Xin lỗi cả nhà, hôm nay Tuấn viết chữ nó không được đẹp lắm. Quản trị và vận hành. Thì trong nội dung quản trị vận hành này thì chúng ta sẽ chạm với nhau 4 cái chủ đề. Cái chủ đề đầu tiên, chủ đề thứ 6, buổi thứ 6. Chủ đề đầu tiên là chủ đề BSC. BSC bản chất là chúng ta sẽ biết cách để chúng ta xác lập các cái mục tiêu của doanh nghiệp. Mục tiêu của doanh nghiệp. Và chủ các doanh nghiệp startup hay là doanh nghiệp SME yếu nhất phần này. Khi có sản phẩm cái là tập trung bán. Nhưng mà cái mục tiêu về mặt tài chính là gì chúng ta không xác định được. Mục tiêu về mặt số lượng sản phẩm bán được chúng ta không xác định rõ ràng. Từ cái mục tiêu về mặt tài chính và số lượng sản phẩm bán được hay giá trung bình thì chúng ta sẽ ra được các cái mục tiêu liên quan đến nhân sự, liên quan đến quy trình, liên quan đến vận hành. Vậy thì đây là gốc của mọi vấn đề. Tức là dùng BSC để xác lập các cái mục tiêu của doanh nghiệp. Sau khi dùng BSC để xác lập các cái mục tiêu của doanh nghiệp thì nó sẽ đẻ ra được một thứ, đó là một cái bức tranh tài chính doanh nghiệp trong một năm. Thì cái đấy nó chính là CCSC. Đây được gọi là bức tranh tài chính của doanh nghiệp trong một năm. Trong cái bức tranh tài chính này thì nó sẽ bao gồm có thu, bao gồm có chi, bao gồm có dòng tiền và bao gồm có lợi nhuận. Như vậy thì làm sao để mà mình có thể quản trị được thu, quản trị được chi, quản trị được dòng tiền, quản trị được lợi nhuận để biết được là doanh nghiệp của mình kinh doanh có hiệu quả hay không hiệu quả. Và trong cái phần chi này, làm sao để mà mình có được cái hạn mức để nó không chi vượt. Có đúng không cả nhà? Thì đây gọi là quản trị CCSC, bức tranh tài chính của doanh nghiệp. Và đây là một cái công cụ được gọi là cái công cụ quản trị trung tâm, nó sẽ chi phối lên các hoạt động quản trị khác. Và buổi thứ 8 và buổi thứ 9 là hai buổi liên quan đến thực thi và quản trị cụ thể. Tức là buổi số 8 là buổi quản trị hệ thống kinh doanh. Thế thì trong cái quản trị hệ thống kinh doanh này ấy, là chúng ta để ý này. Ở trong cái buổi số 2 là Tuấn đã chia sẻ với các bạn biết rõ thế nào là truyền thông, marketing và sale rồi. Thì đến cái buổi thứ 8 là mình sẽ lập kế hoạch để mình triển khai cái này. Nó giống như khi có một sản phẩm thì anh truyền thông cái sản phẩm đấy thì nó sẽ chạy theo một kế hoạch như thế nào, marketing sẽ theo cái kế hoạch như thế nào, chỉ số như thế nào, và tương tự sale cũng như vậy. Thì buổi thứ 8 là mình sẽ bàn về kế hoạch, tức là phương thức chúng ta lập một cái kế hoạch
kinh doanh hay một kế hoạch truyền thông, kế hoạch marketing và một cái kế hoạch của đội bán hàng, đội sale. Buổi thứ 9 là chúng ta sẽ làm việc với nhau về quản trị hệ thống nhân sự. Trong cái việc mà quản trị hệ thống nhân sự ấy, thì chúng ta sẽ nhắc đến cái việc mà xây dựng cơ cấu tổ chức, xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, xác định đến phương thức tính lương, tính KPI, vân vân và vân vân. Tức là nó nằm trong cái phần quản trị về hệ thống nhân sự. Thiếu mất chữ sự rồi. Ok. Và buổi thứ 10 là Tuấn dành thời gian cho việc hỏi, hỏi đáp. Và tất cả những cái câu hỏi nào mà các bạn còn chưa biết thì chúng ta sẽ dồn vào buổi thứ 10. Tuy nhiên là trong từng buổi học một là Tuấn sẽ bỏ ra khoảng độ 15 đến 20 phút để hỏi đáp các bạn những cái câu hỏi thực tế mà trong quá trình quản trị doanh nghiệp các bạn đã mắc phải. Thế thì sau khi kết thúc 10 cái buổi này xong thì mỗi một tháng một lần Tuấn sẽ tổ chức Zoom và tất cả chúng ta sẽ cùng hỏi đáp và chia sẻ kiến thức ở trên đó. Thì đây là nội dung chương trình quản trị doanh nghiệp chuyên sâu và dành cho đối tượng startup hay là SMB mà Tuấn chia sẻ với cả nhà. Rất là mong các anh chị sẽ nắm được cái logic và tính chuyên môn, hàm lượng chuyên môn trong chương trình này. Lời cuối thì Tuấn muốn chia sẻ với cả nhà, bằng một lý do nào đó chúng ta biết đến nhau thông qua ở Facebook, thông qua TikTok, thông qua những chương trình workshop hay là thông qua những gì mà Tuấn đã làm trước đó. Thế thì đây là cái chương trình mà Tuấn tâm huyết để biên soạn. Còn chúng ta sẽ dừng lại ở đoạn phù hợp hay không phù hợp. Nếu như các anh chị có tất cả những kiến thức này rồi thì chúc mừng các anh chị, chúng ta cứ vậy là vận hành tiếp và doanh nghiệp của anh chị sẽ phát triển. Nếu như chúng ta thiếu một mảng kiến thức nào đó hoặc là chưa chắc chắn về mảng kiến thức nào đó thì các anh chị có thể đăng ký để tham gia cùng chia sẻ với các anh chị em ở trong lớp. Cảm ơn chân thành cả nhà.